Những loại cây kỳ lạ nhất thế giới, có thể bạn chưa biết. Thiên nhiên luôn là nghệ thuật gia tuyệt vời trong việc sáng tạo những tác phẩm độc nhất vô nhị. Hãy cùng chúng tôi chứng minh nhận định này trong cuộc hành trình khám phá những loại cây kỳ lạ nhất thế giới mà có thể bạn muốn biết nhé. Cây diễn xiếc. Có lẽ khi mới nhìn vào cây diễn xiếc đặc biệt thế này, mọi người đều nghĩ rằng đây là tác phẩm nhân tạo. Nhưng thật sự, chúng đều là những cá thể sống tự nhiên trong môi trường. Nhờ vào niềm đam mê thiên nhiên cây cỏ của người nông dân Arthur Ellison, ông đã cắt ghép những loại cây bình thường để chúng sống cùng nhau và tạo thành hình thù độc đáo, khiến ai cũng cảm thấy ngạc nhiên khi chứng kiến. Bạn có thể thấy chúng tại công viên giải trí Giro Garden. Cây 40 quả. Bạn có tin rằng có loại cây có đến 40 loại quả khác nhau không? Loài cây tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích đã thực sự hiện diện trên trái đất nhờ vào tài năng cắt ghép tuyệt vời của Sam Van Aken, nghệ thuật gia của trường đại học Syracuse, Hoa Kỳ. Loại cây thần kỳ này sẽ đơm hoa kết trái từ khoảng thời gian tháng 7 đến tháng 10 hàng năm với 40 loại quả khác nhau như hạnh nhân, mận, đào. Cây hóa thạch sống. Cây hóa thạch sống có vẻ ngoài lật dị là một trong những loài cây có tuổi thọ dài lâu nhất thế giới. Chúng có thể sống tới 1.000 đến 2.000 năm với hình dáng giống như bộ tóc quăn xù xì, chỉ cần khoảng 8ml nước để tồn tại cả năm, chủ yếu hấp thụ nước từ các trận mưa và sương sớm. Bạn có thể đến vùng Angola và Namibia ở châu Phi để tận mắt thấy cây hóa thạch sống này. Chiếc bẫy của thần vệ nữ. Được mệnh danh là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất trong thế giới thực vật, loài cây mang tên chiếc bẫy của thần vệ nữ chuyên hấp dẫn côn trùng bằng hương thơm quyến rũ và dính chặt con mồi bằng dạng lưới tơ chằng chịt. Sau đó, nó sẽ tiết ra dịch tiêu hóa để giết chết và hấp thụ con mồi. Cây máu rồng. Cây máu rồng là một trong những loài cây quý hiếm và độc đáo nhất thế giới. Loài cây kỳ lạ có thể chảy máu đỏ này sinh trưởng tại đảo Yemen của Ấn Độ Dương với hình dáng của cây dù khổng lồ. Chất lỏng màu đỏ từ thân cây máu rồng có thể chữa được nhiều bệnh nên là đối tượng khai thác bừa bãi của con người đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai. Cây cầu vồng. Có vẻ ngoài giống như tác phẩm nghệ thuật graffiti, loài cây cầu vồng tuyệt đẹp với đầy đủ màu sắc này sống trên đảo Hawaii. Vỏ cây cầu vồng tập hợp những màu sắc rực rỡ giống như phủ lên những vệt sơn độc đáo từ bàn tay của các nghệ sĩ. Đây là một trong những sản phẩm độc đáo nhất mà thiên nhiên đã ban tặng cho những người dân vùng đảo Hawaii. Cây ký sinh Hydenora africana. Có vẻ ngoài giống như sản phẩm ngoài hành tinh. Cây ký sinh Hydenora africana thường ẩn mình nằm sâu trong lòng đất và chỉ xuất hiện ra bên ngoài vào thời điểm ra hoa. Nó có màu sắc của thịt sống và có hình dáng của đôi môi đang mở ra, tỏa mùi hương giống như mùi phân để thu hút các con bò chuyên ăn xác chết của động vật. Sau đó, nó sẽ tóm gọn và tiết dịch để tiêu hóa các con mồi này. Đây là cách thức sinh tồn thú vị của loài thực vật ăn thịt kỳ lạ nhất hành tinh.